Chào các bác thân mến, nóng sốt đây. Cây Túc vừa mới cập bến chợ Vạn Phúc về mà. Cây này thì nó cũng buồn cười lắm các bác. Thì cái giá cây này là tôi công khai luôn là tôi mua là đúng 3 triệu. Cái lúc sáng các bác nha. Là cái ông này ông chuyên túc ấy. Mà bác là nếu mà xem cái video quay lúc sáng có thể là nhìn thấy ấy. Ông đòi cây này 7 triệu. Đòi 7 triệu nhá. Xong rồi tôi hỏi xuống giá thợ nhá. 5 triệu để tôi xuống cho thợ 5 triệu. Tôi trả 4 triệu, không bán. Không nói chuyện luôn nhá. Sau lúc về, thực tế là lúc ý mà nó bán là tôi cũng không có tiền nào. Thì lúc về chợ trưa hơn khoảng 12 giờ rồi. 12 giờ trưa nắng. Thì ông ấy ngại trở về, ông ấy bà ông ấy gọi mình lấy, nhưng mà thực tế lúc ý là cũng ngại xấu hổ. Là mình nó bị có vết cháy thì mình pin vào đấy mình hạ giá xuống 3 triệu. Thì ông về luôn. Và xong suy nghĩ hồi hồi ra ông cứ đi một đoạn rồi ông lại gọi mình sang lấy, lại đi qua đường để sang lấy. Thế thì mượn tiền ông anh để lấy, chứ lúc đấy cũng chẳng có tiền. May quá hôm có ông anh ông ra thì ông đưa cho ít tiền, may quá. Thì là vừa mua cả cây lẫn cái chậu này, một chậu tàu 700.000, tàu mới, bây giờ tàu chợ chứ không phải là tàu xịn tàu, nhưng mà nó được rồi, cũng ổn rồi. Bây giờ về làm luôn, làm cái này. Thì cây này thực tế mà nói các bác là phải làm lại bệ, hay là tay cành thì phải nuôi lại. Chứ bây giờ như này chỉ ấm bóng thôi chứ rút ra các bác nhìn nó sẽ rất là xấu. Nhưng mà tương lai nó sẽ rất là đẹp, các bác cứ chờ xem. Còn bây giờ thì mang em lọc ra thì các bác nhìn các bác thấy nó rất là chối. Nhưng mà nó có tương lai. Nên chỉ tiếc cái cây một hôm này. Nó bảo 7-8 triệu ấy, 8 triệu ấy, thì không mua được. Cây đấy tiếc. Hôm nay mua cây này thì chọn được cái chậu nó vừa quá. Bây giờ phải làm. Đấy các bác nhìn sơ bộ tán nó rất là rộng này. Nhưng mà nếu mà các bác nhìn nó vặt ra thì nó không có cái gì cả. Đấy. Cho tay cành nó làm còn đuối. Đấy mặt bên này ổn. Đấy, cốt chậu. Đấy. Nhưng mà nó sẽ là tương lai sẽ là một cây hay. Phải nuôi cái tay này nó phóng thật to. Hoặc là phải nuôi lại cái này. Đấy các bác. Có cây sung rồi. Thì anh em cứ cãi nhau là đây không phải là cây túc mà là cây si. Có người gọi là si đề, có người gọi là cây gì đấy, nhưng mà đại loại nó họ nhà nó thôi. Và nó búp nó rất là đỏ, cái lúc lộc non rất là đỏ. Thế là ok rồi. Để cùng với cái sung này cho nó sung túc mà. Chơi theo các cụ cho nó tượng thanh, tượng hình nó sung túc. Đấy các bác nhé. Thì bây giờ làm luôn cây này, đang trưa các bác, nhưng mà mát, làm luôn. Đầu tiên là bóc bệ, sau làm lại răm. Chỗ nào cắt đi cắt. Sau này một thời gian sau các bác sẽ khoe cái thành phẩm. Đấy, chậu này cũng ổn rồi. Đây, nhé. Thank you.
Đấy, xin phép là vừa nãy cắt rất nhiều bệ nhưng mà không quay lại vì nó rất là lâu. Thì bây giờ nó cũng sạch sạch rồi. Làm cái tán cho bác nhá. Đi nghỉ thôi, xong chồng lên chậu thì nghỉ.
nắng lắm. Đấy, các bác nhìn thấy không? Đấy, tí nữa lên chậu hoàng hậu lên ngôi luôn.
Đấy. Cơ bản là chỉ làm sạch và làm răm nó thoáng nha, đỡ bị chết. Bác chủ chữa có thể đi chợ cho nên nhìn nó rất là răm nó bỏ rất là nhiều vì nó tối mà. Cứ lên thì không làm răm bao giờ cả. Nhưng rất dễ chết. Sau đứa này nó khỏe thì em mới tính là làm lại cái tán. Cái tay kia kìa. Đấy, cái tay nghệ thuật nhất thì đang bị yếu. Xoay một vòng, bác xem nha. Nhẹ tính mà. Bạn chiến trường này rất nhiều đất nhiều bệ đó này, bác hơi bị ngược sáng không lùi về đèn tí nữa. Chậu kiểu như sinh ra để dành cái cây này đúng không bác? Bác nhìn này, em làm bệ gọn lại sạch lại rồi, tất nhiên nó chưa được sạch hẳn, phải làm kỹ nữa nhưng mà mệt lắm. Tạm thời thế thôi ạ. Cây này sau em sẽ lấy cái nuôi lại cái tay này. Cái tay này không nuôi được nữa. Tay này chỉ để vậy. Sau nuôi lại cái mần này. Làm sạch cái thân cho nó đỡ bệnh nấm mốc, nó đỡ bị chết răm vì nó rất là không ai động đến bao giờ. Tối. Những cái chỗ nó bị tối nó chết răm. Đây các bác, một cây khá là ưng ý. Ngoài sức tưởng tượng một chút vì là em nghĩ cây này lọc ra thì nó xấu nhưng mà thực tế là nó vẫn ok. Rất là ok. Bỏ đi nhiều rất nhiều răm, mặc dù răm nó đang bị thưa nhưng mà vẫn bỏ đi rất là nhiều răm. Sạch sẽ. Sạch sẽ là cây đã ăn điểm rồi đã. Thì nhớ phải làm lại một tí chỗ này nữa. Ok. Xong trồng lên rồi khoe các bác nhé. Giờ đi trồng đấy. Rồi các bác vừa mới dọn xong này. Sạch sẽ để tiếp tục con đường sáng tương lai. Chứ bây giờ thì các bác nhìn thì nó chối lắm. Thực tế là như vậy. Đấy, răm riếc làm sạch lại rồi. Giờ nuôi thôi. Quan trọng là phải sạch, hết bệnh, hết ám. Bệ làm là gọn lại rồi. Gọn lại rồi. Chậu tàu rồi. Đấy, các bạn. Ổn đâu các bác, quá ổn đi. Đất nó lấp cái bệ trên đây các bác nhìn nó không rõ. Cứ để một thời gian nữa các bác xem lại cái này thì chắc là ai cũng sẽ thích thôi. Làm lại cái tay này. Xin cảm ơn các bạn, nghỉ ngơi thôi, mệt lắm.